Chào mừng các bạn đã đến với kênh Việt Nam Reel. Tuyến vành đai 3 qua tỉnh Long An chỉ đi qua một địa phương duy nhất là huyện Bến Lức với chiều dài vào khoảng 6,6 km. Cụ thể, tuyến vành đai 3 đi qua hai xã là xã Tân Bửu và xã Mỹ Yên. Điểm đầu nằm tại bờ kênh Thầy Thuốc, thuộc địa phận xã Tân Bửu. Hiện trạng của khu vực này phần lớn là đất trồng lúa và ao tù. Tuyến vành đai 3 tiếp đó sẽ giao với sông Bến Lức chảy qua địa bàn xã Tân Bửu. Sau đó, tuyến cũng sẽ giao với một tuyến giao thông quan trọng của huyện Bến Lức là đường Nguyễn Hữu Trí. Ngoài ra, đường vành đai 3 còn giao với đường Mỹ Yên, Tân Bửu. Khu đi qua địa bàn xã Mỹ Yên, tuyến vành đai 3 sẽ giao với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương là một trong những tuyến giao thông quan trọng của khu vực miền Nam. Đối với khu vực này, hiện phần lớn đều là đất trồng lúa và nhà dân xung quanh. Điểm cuối của tuyến vành đai 3 sẽ đấu nối với một dự án giao thông trọng điểm khác là cao tốc Bến Lức - Long Thành. Cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện nay đang trong quá trình thi công, tuyến đường hiện cũng đã lộ rõ hình hài. Tuyến vành đai 3 qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An đến đây là kết thúc. Hãy like, subscribe kênh để theo dõi những video hot về quy hoạch, bất động sản.